Hello mọi người, hôm nay mình ráp vườn nè. Mình sẽ hướng dẫn các bạn có một cái cách để mà mình làm cho cái vườn mình nên chắc chắn hơn các bạn, cứng hơn. Như các bạn thấy như cái mộng này nè, những cái vườn cũ á, về sau nó sẽ lỏng, nó sẽ bị tắt cái nhà các bạn thấy không? Đó, cái này mình cố tình mình lỏng, làm lỏng các bạn, cho các bạn thấy nó về sau nó sẽ lắc như thế này. Thì mình sẽ sử dụng cái này nè. Cái này gọi là cái bát vườn. Thì các bạn đi đến mấy cái chỗ bán vật tư mà thường bán vật tư lên bên nghề mộc á, thường là mấy chỗ bán sơn bi u, bán đục, bán búa rồi, thì nó sẽ có bán như cái này. Các bạn vô bán, bạn nói là bán một bộ bát vườn mình sẽ giống như thế này này, có bù lon nè các bạn ha. Đó, thì mình sẽ để bắt cái dây, mình sẽ kéo lại để cho nó cứng, nó không bị nhúc nhích dây nữa. Ok, giờ mình bắt đầu làm ha. Thì mấy bạn muốn bắt được cái bát này thì đầu tiên các bạn để vô đây, canh ở giữa khoảng của cái dìm vườn này. Đó, bạn để vô để cái viết phanh cái lỗ của nó nè, cái lỗ này mà đó nè, để vô phanh cái viết nó, để sát vô ha, để sát cái này vô đây anh lo rồi. Các bạn dùng một cái mũi khoan, cái này bạn sử dụng mũi 10 ly ha. Cái lỗ này để cho một chút xíu nữa cái bù lon này nó đi vô thôi, thì các bạn khoan một cái bù lon này nó có 8 ly thôi, nhưng các bạn khoan hãy khoan cái mũi 10 ly đi cho nó dễ rồi. Đó vậy thôi. Ok các bạn ơi, bên kia hồi nãy mình nghịch tay á, bạn mình khó làm á, mình đổi qua đây mình làm dễ, mình quay cho bạn coi. Thì sau khi các bạn khoan cái lỗ 10 ly như mình nói đó ha, thì bắt đầu mình để vô đây. Để mình bắt cái con này cứng vô cái chân vườn ha. Đây thì nó nghịch, nó thuận tay, nhưng mà cái nó ngược sáng, nó hơi tối, ngược sáng nó quay nó hơi tối, các bạn thấy không? Đó, mình bắt cái miếng này chứng vô cái chân nha các bạn. Nhớ các bạn nhớ là cái miếng có lỗ bắt cái chân, còn cái miếng mà có bù lon nè, cái miếng mà đã rõ được con bù lon thì mình bắt ở ngoài cái gì này, thì các bạn để vô đây, nè, các bạn để vô nè. Để vô cho cái hèm nó ngay chỗ cái chân này, nó có sẵn rồi các bạn dễ làm đó. Nhưng mà bạn nhớ là khi bắt là cái miếng này nè, cái phần này với cái phần này nó hở với nhau, nó cách với nhau một khoảng cỡ 5 ly các bạn, cỡ nửa cm á, nó không thì hở này chứ. Để khi mà các bạn dặn cái răng này nè, nó có cái độ kéo vô, chứ còn không có bạn dặn để sát như vậy á, khi bạn bắt vô nó không có độ kéo nữa không. Ý là để hở ra, để khi mà mình dặn răng á, mình dặn răng như thế này nè, đó, nó sẽ có độ kéo nhiều. Một bạn mà để sát quá này không có độ kéo, nó không cứng nữa. Đó, để hở ra xíu mà bắt bình thường. Đây nó có bốn con vít thì bắt thôi. Đó, thì những cái này dễ bất cứ ai cũng làm được các bạn. Bạn biết cách gì thì cũng làm được thôi. Ai cũng có thể làm được, không cần phải là thợ mộc mới làm được chứ này. Đó, sau khi bắt xong vậy thì các bạn sử dụng chìa khóa bạn dặn đó, bạn dặn vừa cứng tay thôi thì nó sẽ rất là cứng, bạn thấy không nè, rất là cứng, lắc nhưng không nhúc nhích gì hết. Đó, thì nó vẫn còn độ hở nè, sau này nếu mà nó có lắc á, thì mình chỉ cần dặn cái răng này vô nữa thôi mình sẽ cứng ngắt. Thì các bạn làm bốn góc y chang như thế này thì cái vườn bạn rất là cứng. Thì đa số là những cái vườn mà cũ mẫu như thế này nè, gọi là vườn tàu nè, thì ngày xưa nó không có xài cái này, chứ những cái vườn hợp mới bây giờ thì người ta xài bát này hết rồi, cứng lắm. Rồi xưa thì không có, thì những các bạn nào mà ở nhà có vườn cũ mà nó bị yếu á, bị lắc này,
lắc cái rulon, thì bạn mua này về bạn gắn vô thì nó sẽ cứng. À, chúc các bạn thành công. Đây các bạn, sau khi mà bắt xong thì dụ sẽ rất là cứng này các bạn, bạn thấy không? Mình lắc như thế này nè, để không nhích đâu, lắc cong cái thanh mà nó không nhích gì hết các bạn thấy không? Đó, thì những cái mẫu giường mà các bạn thấy như cái mẫu, như cái mẫu giường tạm như hồi xưa, giường cái này nè, như hồi xưa thì đa số nó xong có bát, nó sẽ có những cái chốt, cái chốt nó lồi ở đây này, người ta sẽ dắt cái chốt ngang, cái bọc nó sẽ lồi ở đây, người ta dắt góc ngang. Thì cái đó đó, ngày xưa nếu thợ làm giỏi cái nào giỏi, làm kỹ cái nào kỹ, bây giờ nó vẫn lỏng các bạn. Qua thời gian thì nó co ngót qua 5 tháng này nó sẽ lỏng mộng, thì nó sẽ mình lắc nó sẽ nhúc nhích. Thì các bạn sử dụng cái bát này, bát vô 4 góc giường nó sẽ rất là cứng, các bạn thấy không, rất là cứng. Ok, các bạn thành công.